Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ Thuật Nhanh. Thì cái video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để thay đổi được cái con trỏ chuột trên cái máy tính của bạn nè. Khi bạn vào đây, bạn nhìn thấy trên màn hình đây nè, bạn có rất là nhiều cái kiểu ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết luôn. Thì đầu tiên mà để làm được điều này, các bạn lên Google, bạn gõ là custom cursor nè, nó mới gửi trang nè, bấm tìm kiếm. Rồi xong đó bạn tìm cái đầu tiên nè, bạn nhấp vào cái đầu tiên nè. Rồi sau khi nhấp vào cái đầu tiên á thì nó sẽ ra được một cái tiện ích như thế này của Chrome. Thì đây mình đã tải rồi nên là nó sẽ hiện cái xóa này. Đây mình xóa, mình làm lại thử cho bạn xem ha. Rồi khi bạn bấm vào thì nó sẽ như thế này, bạn nhấn add to Chrome nè, sau đó bạn nhấn vào phần thêm tiện ích. Rồi như vậy là thêm xong đó bạn. Mình ghim trên đây ha. Rồi sau khi mà bạn thêm tiện ích á thì bạn nhấn vào cái biểu tượng con chỏ chuột trên đây nè. Đó thì đây nó có rất là nhiều cái kiểu để mà mình chọn. Ở đây mình chọn thử là cái con đây, chọn thử cái này đi, cướp biển đi. Rồi ở đây có phần tùy chỉnh kích cỡ của con chuột, chỏ chuột này, bạn nhấp vào nè. Đây bạn có thể tùy chỉnh cái con chỏ chuột lớn nhỏ nè bạn. Ở đây ví dụ mình chỉnh maximum luôn rồi. Đây chà bá luôn nè bạn, to đùng luôn. Rồi bạn cũng thể chỉnh nhỏ lại nè. Đây rồi ví dụ mình chọn một cái khác, ví dụ mình chọn một cái con chỏ chuột màu xanh đi. Rồi thì đây, các bạn rất là dễ dàng thao tác ha. Đó đơn giản. Rồi để thêm được cái kiểu con chỏ chuột mới, các bạn chọn vào phần thêm con chỏ nè. Rồi sau khi bạn bấm vào nó sẽ chuyển cho bạn đến một cái trang này, thì có rất là nhiều kiểu ha, các bạn có thể tự do mà tùy chỉnh ha. Thì đây ví dụ như mình muốn tải cái con chỏ chuột này đi, mình nhấn add. Rồi sau đó mình lên đây mình kiểm tra lại nè, mình kéo xuống nè, đây cái mình vừa tải đây bạn đó. Như vậy là xong thôi. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn xong cách làm sao để thay đổi được cái con chỏ chuột trên máy tính ha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ like, share và đăng ký giúp mình nha.